việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao và ngày càng được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm phát triển. Một trong những mô hình nổi bật hiện nay là canh tác dưa lưới trong nhà màng. Dưa lưới là một loại quả được nhiều người ưa chuộng hiện nay bởi hương vị thanh mát và ngọt đậm đà. Và để có những hecta trồng dưa lưới hiệu quả năng suất cao, người nông dân rất quan tâm đến cách trồng dưa lưới để tăng thu nhập. Thưa quý vị và bà con, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế cao và được nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quan tâm phát triển. Và một trong số đó đó là mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng. Dưa lưới thì là một loại quả được rất nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, thanh mát và ngọt đậm đà. Và hiện nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều những loại dưa lưới được bà con quan tâm lựa chọn. Nhưng trong đó thì phải kể đến đó là loại dưa Kata Nhật Bản. Và để giúp cho quý vị và bà con có thể nắm được những kỹ thuật để có thể trồng và chăm sóc cây dưa lưới Kata Nhật Bản thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây kỹ thuật viên Lê Xuân Liêm, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Xin chào anh Liêm ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị và bà con. Anh Liêm này, anh có thể chia sẻ cho quý vị và bà con được biết đó là những đặc điểm của giống dưa lưới Kata Nhật Bản như thế nào được không ạ? Đặc điểm của dưa Kata Nhật Bản thì chúng ta có nhiều cái ưu thế là về chất lượng để đảm bảo. Và hai nữa là cái mùa trồng để thu hoạch được thì từ tháng 2 đến tháng 9 thì chúng ta sẽ trồng được trong cái mấy tháng mùa hè. Dưa lưới Kata ở Nhật Bản thì được trồng trên mọi miền đất nước Việt Nam, mình phổ biến là vùng khí hậu nhiệt đới. Thì như là mùa từ tháng 2 đến tháng 9 âm lịch thì chúng ta sẽ có thể gieo trồng được. Thì cái quy trình này thì trồng theo cái mùa hè nhiều hơn là mùa đông. Nên là sản xuất theo quy trình trong nhà màng thì mình đã triển khai trồng trong nhà màng. Anh Liêm này, để có thể trồng được giống dưa lưới Kata Nhật Bản đạt năng suất cũng như là chất lượng cao nhất thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn giống như thế nào ạ? Trên hiện nay trên thị trường thì nhiều loại giống dưa Nhật Bản, nhưng cái Kata này thì nó có được ưu điểm cái là cái hạt dưa này nó sẽ rộng mà dài hơn. Và tiêu chí của hạt dưa nó sẽ đạt được nhiều cái tiêu chí trên cái lĩnh vực mình trồng trọt, ví dụ đạt đủ năng suất và đạt được cái hàm lượng vitamin cao hơn các loại dưa khác. Hiện nay để mà chọn được cái dưa lưới này thì mình phải chọn được cái hạt giống. Thì cái hạt giống này công ty chọn sẵn cho mình rồi thì bây giờ mình chỉ về tự mình sẽ ngâm hạt. Cái quy trình ngâm hạt thì mình sẽ tuyển ra những cái hạt nào mà nó không đạt được tiêu chí thì mình sẽ loại bỏ, hoặc là cái hạt nào đạt tiêu chí thì mình lại tiếp tục mình tra hạt vào khay để mình nhân giống ra ngoài vườn. Vâng, thưa anh, để trồng giống dưa lưới Kata Nhật Bản đạt năng suất cũng như là chất lượng cao thì chúng ta sẽ lựa chọn giống như thế nào ạ? Các bạn chọn được giống đạt tiêu chuẩn thì nó có hai loại. Cái hạt đạt chất lượng thì hình thức của nó sẽ dài hơn và mập hơn, nó tròn trĩnh, và hạt không đạt chất lượng thì nó sẽ lép hơn và ngắn hạt hơn. Mình sẽ tra hạt được trực tiếp vào đây, sau khi đến 8 ngày đến là chúng ta có thể cho ra ngoài vườn để trồng trực tiếp rồi. Vâng ạ, sau khi mà chúng ta đã lựa chọn xong hạt giống thì chúng ta sẽ tiến hành công đoạn gì tiếp theo ạ? Sau khi chúng ta chọn hạt giống xong thì tiếp theo là chọn cái giá thể. Cái giá thể này là phân trùng quế thì ta sẽ có tra vào đây. Thì mình đây sẽ tra luôn cho các bạn, tra vào đây, tra vào đầy tất cả cái này. Đây là cái phân trùng quế nhé. Mình đã pha trộn tất cả các loại phân đã đủ ở đây, đầy đủ ở trên đây rồi. Cái này mình có thể là lấy tay mình xoa được chứ không cần phải cứ về cái sắt kia. Vâng ạ, sau khi tra đất xong thì chúng ta sẽ tra hạt vào như thế nào ạ? Cái này sau khi tra đất xong thì chúng ta sẽ tra hạt theo cách là chọn hạt giống.
chọn hạt giống như này. Với hạt này thì nó có hai đầu nhọn và một đầu phẳng, thì chúng ta nên cắm đầu nhọn này xuống dưới giá thể, còn đầu bằng này sẽ ngược lên trên. Thì chúng ta đây là quy trình là chuẩn. Hạt nào mà kém chất lượng thì chúng ta sẽ bỏ đi. Vâng ạ, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong tra giá thể thì chúng ta sẽ tiến hành công đoạn nào tiếp theo thưa anh? Chúng ta ươm trong giá thể xong thì chúng ta sẽ đưa vào nhà ươm. Và đưa vào nhà ươm xong từ 8 đến 10 ngày chúng ta có thể đưa ra vườn trong nhà kính để chúng ta sẽ hạ xuống đất để cây tiếp tục phát triển theo quy trình đợt 2. Thưa anh, để chuẩn bị đưa cây con ra nhà màng thì bà con nông dân sẽ cần phải chuẩn bị những gì ạ? Trước tiên này, bà con nông dân này hãy chuẩn bị cho mình là cái khu nhà lưới, đảm bảo cái quy trình là không sâu bệnh, không bị sương mai. Thì chúng ta sẽ làm theo một cái khu nhà lưới như này, thì dùng cái độ lưới là 52 mét. Chúng ta sẽ căng phẳng như này, và sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ có quy trình, chúng ta sẽ làm đất. Và làm đất thì chúng ta sẽ ủ phân toàn bộ theo cái dãy luống này. Khi chuẩn bị đất xong xuôi thì chúng ta sẽ dùng cái đường hệ thống nhỏ giọt. Đấy, thì ta sẽ cắm vào đây và nhỏ giọt sẽ theo từng lỗ này. Và sau khi chúng ta chuẩn bị xong như thế này thì chúng ta sẽ chạy nước toàn bộ cho đủ ẩm. Sau đủ ẩm trong vòng một ngày thì chúng ta sẽ đưa cây giống xuống trực tiếp vào đây. Và những cái lỗ này. Thì sau khi cái vào giống này xong thì trong vòng độ khoảng 15 ngày thì chúng ta sẽ tưới rửa phân. Đấy, khi sau 15 ngày xong cái đấy thì bắt đầu chúng ta sẽ có dây, hệ thống dây treo để đón cây lên. Thưa anh, sau bao nhiêu ngày thì chúng ta có thể tiến hành thụ phấn cho hoa ạ? Thì sau 35 ngày thì cây sẽ báo hoa cái. Có hoa cái thì chúng ta sẽ tuyển chọn cái hoa cái nào đẹp mà đều thì chúng ta sẽ tuyển. Cái hoa cái thì chúng ta sẽ biết là cái cuống hoa của hoa cái nó sẽ to hơn, và cuống hoa đực thì nó sẽ bé hơn. Sau khi chúng ta phân biệt xong thì chúng ta sẽ có thể lấy hoa đực. Đây, chúng ta sẽ xé nhẹ ra. Xé nhẹ. Lấy một cái nhị của hoa đực. Cái hoa đực này xong xuôi thì chúng ta sẽ thụ phấn. Thụ phấn chúng ta sẽ di quay đều cái cuống hoa. Nhị hoa này di đều. Khi di đều xong chúng ta sẽ nhìn thấy phấn hoa trong hoa cái, là chúng ta sẽ đạt được kết quả. Đấy, sau khi tiêu chí xong xuôi thì một tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu tỉa những cái nhánh con, toàn bộ nhánh con đây, tỉa hết. Từ khi thụ phấn cái hoa cái này lên đến ngọn này là chúng ta tính được khoảng 28 lá, là chúng ta sẽ ngắt ngọn để cho nó tập trung dinh dưỡng để nuôi cái quả này. Sau khi thụ phấn xong thì trong vòng 3-5 ngày chúng ta sẽ tỉa hết cái nhánh đi. Nhánh đi thì trong vòng 1 tuần là chúng ta cái quả nó lớn thì chúng ta sẽ bấm cái đầu ngọn này đi. Đấy. Còn là từ dưới này lên là tính là khoảng 28 lá. Là chúng ta sẽ bấm ngọn thì quả này nó sẽ to lên. Vâng ạ, sau khi mà chúng ta đã thụ phấn cho hoa xong thì chúng ta sẽ tiến hành tuyển quả như thế nào thưa anh? Sau khi chúng ta thụ phấn xong chúng ta sẽ tuyển quả. Thì bình quân như mỗi cây là chúng ta được khoảng 3 đến 4 quả thì chúng ta sẽ tuyển theo. Tuyển thì như ví dụ như quả này chẳng hạn, là quả này đã được thì chúng ta chỉ tuyển cắt lên đây. Để lại tầm này. Và những cái dây chúng ta không lấy quả thì nó sẽ tỉa đi. Sau khi chúng ta tuyển xong được dây rồi chúng ta sẽ để được hai quả này. Hai quả này thì sau khi 10 ngày thì chúng ta sẽ lại tuyển đi một quả. Lấy một quả. Ví dụ như quả này được thì chúng ta sẽ cắt quả này đi. Để một quả này. Sau 15 ngày nữa là chúng ta sẽ tiến hành là lấy dây treo quả. Sau khi chúng ta tuyển quả xong thì chúng ta chuẩn bị một cái dây treo. Dây treo thì hiện tại là chúng ta sẽ chuẩn bị cái dây móc này. Sẽ móc lên đây. Móc đây thì chúng ta sẽ đưa xuống. Đỡ quả. Treo quả này lên. Treo chéo như này. Treo này thì chúng ta sẽ đưa dây đỡ quả đây. Buộc vòng vào đây. Chúng ta sẽ đỡ lên như này. Buộc nhẹ.
Vâng ạ, anh có thể chia sẻ về quá trình chăm sóc cây dưa lưới kata Nhật Bản trong nhà màng như thế nào được không ạ? Về quy trình chăm sóc dưa kata trong nhà lưới thì chúng ta phải có nhiều cái yếu tố. Trong khi trồng từ 10 đến 15 ngày chúng ta có thể đánh sâu bọ trĩ và muội, nên chúng ta lưu ý. Còn trong giai đoạn sau thì chúng ta sẽ đánh sâu. Trong 25 ngày chúng ta lại đánh tiếp bọ trĩ, đánh liên tục trong vòng 3 đợt thì chúng ta sẽ có hiệu quả hơn. Mầm bệnh thì chúng ta sẽ biết về bệnh chủ yếu là thán thư và mắt cua. Nếu chúng ta khắc phục được trong ba cái loại bệnh trên thì chúng ta sẽ đảm bảo chất lượng trong sản xuất. Bà con hãy lưu ý cho tôi là cái vấn đề về thuốc để đánh bọ trĩ và dẹp sáp. Thì nếu như cây con chúng ta mà để nó phát triển nó sẽ kém hơn là cái vấn đề là đánh sâu bọ, nên chủ yếu là bọ trĩ và chích hút. Thì chúng ta sẽ biết là đây nó sẽ hút hết cái tế bào và sẽ vàng lá như này. Nên là cứ 10 bà con sẽ cho đánh 5 ngày một lần. Thứ hai nữa là bệnh mắt cua. Bệnh mắt cua thì thường như người ta thường nói là bệnh thán thư. Thì thán thư thì chúng ta cũng xem biết là những cái vấn đề là cháy vòng quanh lá thì chúng ta sẽ nhìn dễ phát hiện hơn. Đấy, còn cái mắt cua thì chúng ta sẽ nhìn thấy những mắt cua đốm ở trên lá này. Thì chúng ta sẽ xử lý cứ đánh theo định kỳ 5 ngày một lần trong cái trên cái đề can của thuốc. Nên bà con hãy lưu ý là thì sẽ thành công, tất cả thành công về quả trong nhà màng. Vâng ạ, vậy thì anh đánh giá như thế nào về hiệu quả kinh tế mang lại từ việc trồng dưa lưới kata Nhật Bản này, và đặc biệt là khi chúng ta trồng trong nhà màng ạ? Về cái hiệu quả của dưa lưới trong nhà màng thì nó mang lại hiệu quả cao cho tất cả các loại cây trồng. Với cái trồng của dưa lưới thì mang lại cái hiệu quả là từ một sào là được 1.000 gốc thì tương đương với khoảng 30 triệu trên một lột sào. Thì cái này mang đến kinh tế thì cao hơn mọi cây khác. Thưa anh, là với giống dưa lưới kata Nhật Bản này thì từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì chúng ta sẽ phải đảm bảo bao nhiêu ngày thì chúng ta có thể thu hoạch được, và cái tiêu chí như thế nào thì để chúng ta có thể thu hoạch được dưa lưới ạ? Biết được cái tầm nào thì thu hoạch được và tầm nào thì chưa thu hoạch được. Thì nó có cái ưu điểm là khi quả dưa lưới này nó sẽ bao bọc toàn bộ từ trên đến dưới, không hở một chỗ nào và có đường gân chạm mấy cuống thì đấy mới đạt tiêu chuẩn. Còn những cái loại mà dưa bao chưa kín thì là dưa non thì chúng ta không đạt tiêu chuẩn. Đến khi đến lúc thu hoạch là 75 đến 80 ngày thì chúng ta sẽ đạt được quả chín như này. Thưa quý vị và bà con, qua phần hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết của kỹ thuật viên Lê Xuân Liêm thì hẳn quý vị và bà con đã có thể nắm vững được những kỹ thuật trồng và chăm sóc giống dưa lưới kata Nhật Bản đúng không ạ? Đây cũng là cơ hội để bà con nông dân có thể được học hỏi kinh nghiệm cũng như là tiếp cận với những công nghệ tiên tiến mới để tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn kỹ thuật viên Lê Xuân Liêm đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình sau.